Hello chào các bạn, mình là Waterbot Fun đây. Bữa nay nổi hứng lấy Airbus ra đi cận chiến nha, 500 m. Nó cận chiến cũng không phải lắm đâu, 500 m. Chỉ mà 350 m chắc đi sớm. Nói chung giáp vàng con này được hơn 100k, 150, ngon á. Cận chiến cũng khá tốt. Nhập thế nào không có xuyên khiên, không giết được Airbus cũng hơi mệt. Mà cầm đạn vô cực thì nó có thể xuyên được giáp của con Skarret luôn. Nó không xuyên mà đạn nổ thôi, đạn nổ xuyên nhiều hơn. Xuyên được giáp nó chạy được chứ. Đâu dám đứng lại là ăn skill liền. Ăn kêu đứng yên thì có thế mà quất thôi. Nhưng mà cái đạn vô cực này đối với mấy con chuyển động nhanh thì hơi khó. Tại đường đi của nó chậm. Rồi những con như đang bay này có Igumi á, khó trúng lắm. Mình chơi cũng lâu rồi mà nhắm con Igumi đang bay cũng hơi có đấy, nó bay đấy à, bắn khục. À, mà nó bay cũng lùa dữ à. Phải tới về lùi luôn. Ồ, cứ giữ phải lấy lùa. À, thì mình có nhận được quà của Biso rồi, thì nó gồm đó là 4.000 vàng, 10 triệu bạc, 600 PT, rồi gì nữa ta, với vài thứ lặt vặt nữa, và thứ lặt vặt nữa, nói chung là cũng không có nhiều lắm. À, mời ngày VIP, có mời ngày VIP nữa. Nói chung chắc phải xin chơi lên tí để VIP mình kiếm được nhiều bạc lắm. Cũng không nhiều gì, tại vì VIP mình cũng thấp. Có tháng trước chốt được có 15.000 cái 600 xích, cho nên mấy cái lão mà thấy răng phải có răng vàng mà ăn được mấy con robot với cái thẻ mà mở ra hay không meta đó thì mấy lão đầu tư cũng dữ lắm á nha, chứ mà dữ là bơm view dữ lắm. Thật sự nói thế này làm YouTube nó rất là khó, có người mà cả mấy tuần lễ mà không kiếm được view luôn đấy, 3 tuần mà có lèo tèo mấy chục view thôi đó, nó khó lắm. Cho nên nói là Vito của Biso, và thực sự thì mình nghĩ là đa phần là bơm, chỉ còn có số ít là đầu tư nghiêm túc thì có lượng view ổn á thì mới ăn được cái thằng Biso một cách miễn phí thôi. Miễn phí là sao? Tất nhiên là nó miễn phí, nhưng mà miễn phí ở đây á, tức là lấy được quà mà không bỏ nhiều chi phí. Lấy miễn phí ở đây thì cái nghĩa như thế. Nói chung mình bơm cũng được, mà bơm thì sao? Bơm thì cũng được thêm chút quà, tại vì cái lượng view bơm cũng mắc lắm đó nha, 1.000 view cũng mấy chục ngàn đó. Vẫn ăn cái quà lớn của thằng Biso phải mấy chục ngàn view. Ấy, bà có tính là bà lời lỗ sao? Nó bà bằng bỏ được thì bằng bỏ thôi. Mình biết có vài kênh nó cũng bỏ vậy, nó ăn quà luôn á. Chắc mà có 1 tháng nó cũng bỏ 1 triệu á. Thì nó ăn quà nó Biso và Rito Biso. Còn mà Titan sợ con Erebus nó trốn luôn nổi rồi. Thì vậy thôi sợ. Chán là anh ghê, chơi nhát như quỷ. Chơi như vậy sao có điểm, đúp không mà chiếm mẹ hết cột rồi, có như nữa đâu. Dù kỳ này nó cho 600 BT cũng được, nâng cấp lên được khá khá. Tây tình, tây tình cũng này khỏe rồi, chuẩn bị nâng con thứ ba. Nói chung lên đầu cũng lẹ, lúc nào mình ít nạp đi được đồ cũng đủ rồi. Giờ nâng tốn tiền nâng thôi chứ cái đồ rồi farm đá rồi, cái meta mình không có rồi. Đây mình coi cái khủng bố thằng rút đó, rút rút tự sát luôn. Rút cái sợi chết nó tự sát luôn nổi má. Ồ, bị xuyên giáp rồi, bị xuyên giáp rồi. Cái chân bạn nào muốn bơm view nữa mà ăn quà đi tô thì đầu tư thôi, nhưng mà đầu tư sẽ có lợi nha.
đầu tư nửa mùa là không được gì đâu á. Một là lên mấy chục ngàn view luôn, hai là ăn đúng 10.000 thôi, cho gì cho. Rồi, cảm ơn các bạn theo dõi video nha, hẹn gặp lại các bạn vào ngày mai. Thank you.